Chậu này lọt lòng 65 hả anh? Ừ, 65 đang 65. Đang đo nó, đang tính lấy cái chậu tàu về. 90, lọt 90. Lọt lòng 90. Để lấy cái chậu tàu về hai nó chứ chậu này chậu xi măng so với cái tác phẩm này nó không có hấp dẫn. Ở nhà em cũng có cái chậu này nè. Ừ, nó xi măng. Nhưng mà cái chậu của em sâu hơn chút. Cây của chú Sáu Bình Dương. Cái này lọt lòng có 10 phân à, chậu là 10 phân. Mọi món anh cũng đi vô chậu hộp xoài luôn hay sao anh? Thì vô cái oval nè, oval thì kêu hộp xoài nhưng mà cái của hàng tàu, chậu tàu á. À, chậu tàu. Cây này anh có mặt bông của nó không? Có. Cho em với bà con cả nhà mình xem thử cái mặt bông cây này đi anh. Mày vô nốt hiện tại bữa nay 2 tháng 8 anh chị. Đây nãy cái giống này là vườn mình tự sưu tầm hả anh? À, nó hồi xưa nó xuất xứ như sao anh ha? Xưa là trồng cái cây dẫu gai giống ở bên vách nè, rồi có để với mấy cây mai cúc nữa, rồi sau nó thụ phấn ra, nó ra rụng cây con, cái đi ra cắt cái giống rép cây dẫu gai, cái sau nó lên ở dưới lên xỉa lên cũng đâu biết, bấm đại vô ghép sao nó ủa sao ghép dẫu gai sao ra lá kỳ quá, bự chảng mà nó lá không có gai, bầu tròn, rồi gốc cuộc ra là thấy mình cắt trúng cái cây con, cái cây con mà sao bây giờ cái bông nó rất là đẹp. Đâu anh coi thử cái bông thử coi. Còn mình coi cái lá nè anh chị. Đó. À, để em quay cho anh chị xem cận cảnh nha. Nếu mà anh em cái này luôn nè ha anh. Đó đó. Rồi nó luôn nè. Nó lúc 2 năm. Cái này 2 mùa á. Ừ. Bây giờ là được 4 mùa rồi. Cái này là anh quay lúc mùng mấy Tết đây? Này nó bữa mùng 1 mùng 2 vậy. Mùng 1 mùng 2 anh chị nè. Còn nụ xanh của nó quá trời luôn, chưa nở ha. Vậy là nguồn gốc cây này từ cây dẫu gai quá ha. Ừ, nó lai với cây cúc. Dẫu gai lai cúc là thành ra. Anh em mà có xem cái Facebook là biết dảo Thanh Hòa liền à. À, dảo Thanh Hòa anh chị. Ừ, ừ. Nè em quay cận cho anh chị xem coi nó có giống dẫu gai không nè. Cái viền của nó là nó trơn anh chị, nó trơn chứ không nhọn dẫu gai. Cây này như có cái bông phải không? Không phải. Này anh uống cái dạng sao ta? Liễu chi. Liễu. Liễu chi mai, đặt liễu chi xưa bên Đài Loan với bên bonsai mà bên Vĩnh Nam này kia người ta sửa mấy cây bông giấy nữa. Dạ. Ờ rủ xuống nè, cũng học cách người ta sửa. Rồi sửa cho vậy mà rốt cuộc nó cũng thành phẩm. Nó liễu cũng chi mai. À. Đây để giờ tới lượt em học cách em ghép liễu nữa nè. Từ cây bên trong ra anh uống cao lên ha. Đây anh uống đi lên tầm khoảng 10 xăng. Đó. Rồi xong rồi bẻ thẳng vuông góc xuống luôn nè anh chị. Ừ. Góc vuông không ạ? Vuông không à. Bẻ là bẻ góc vuông luôn nè. Nè, bẻ góc vuông không à. Đây anh chị toàn bộ bẻ góc vuông hết ha. Đây nè, đường bẻ góc vuông hết. Nè, góc vuông hết. Đây anh chị ha, tất cả đường bẻ là đều góc vuông hết nha. Nè. Đó, cái này là một cách bẻ nữa nữa ha, một cách bẻ là độc đáo nha. Nhưng thường những cái cây bẻ vuông này là nó khó chịu lắm. Nó sinh trưởng, cây nó sinh trưởng nó dễ khô nhánh, nó bỏ chi lắm. Mà cái giống này, cái giống này thì nó sao nó khỏe, mình sửa được mấy cái thế mà ngặt nghèo nhất thì nó rất là ổn định, nó sinh trưởng này kia nó đều đặn chứ nó không phải là nó bể xương này kia, cây nó không phát triển được, nó không sinh trưởng được. Cây này cái thân của nó lá thân nó cao leo nghêu luôn nè anh chị, y như hồi xưa làm dáng văn nhân cũng được không anh? Mà này nó lên tới đây rồi nó bay ra luôn, ảnh nó bay luôn, bây giờ anh xuống này cho nó rủ xuống. Cái này anh ghép được 4 mùa. Lá của nó cũng bầu bầu. Đây anh chị, lá bầu bầu. Đây anh kiếm cái hình mặt bông đó cho bà con xem nữa ha.
cái đó anh quay xa quá không có cái bông nào nó bự bự anh dễ xem. Nó là lúc đó, nếu mà bình thường thì nó từ 14 đến 18 cánh á, còn mà lâu lâu nó độ một hai cái cúc nữa, ngộ lắm. Một nút của nó là đi được cỡ mấy mấy bông anh? Chùm 6, chùm 7, chùm 8 vậy. Mà bông nó bự cỡ nào ha? Bông nó thì cũng tầm cỡ Thủ Đức à. Cỡ Thủ Đức. Mà lý do chính là anh thích cái giống này để anh gây ra là cái gì? Lý do là cái gì? Hả? Cái điểm mạnh của cái giống mạnh này lắm. Cây này nếu mà ghép vô anh em mà làm mai sửa là ghép vô là sửa liên tục luôn chứ không bao giờ mà ấy được. Nó chạy tượt, nó bung tượt, nó làm nó đi đọt dữ lắm hả? Cái bản lá, nhìn thấy cái bản lá nè. Lá nào như lá nấy, thường thường mấy anh em nói thường thường như lá xoài á. Lá bự là nó nằm ở trong cậy mấy hồi đầu năm này kia, mấy anh em xả bàn cái nó bung ra được một hai cái lá cậy nó bự bự vậy anh em phe, chứ cái này là nó đi quanh năm suốt tháng nó bằng tay vậy không à. Đó, khủng khiếp không? Dạ. Vậy cái giảo này là anh gây ra được bao nhiêu cây ở vườn mình rồi? Nó tầm cỡ chục cây à. Sao ít vậy? Sao ít vậy? Làm có này có kia chứ nói chung là giống mình cũng không phổ biến, nhưng mà anh em ở vừa anh em thích thì lại vừa mình cắt mình tặng. Dạ. Chứ không có mà phổ biến giống này kia, nói giống này đẹp, giống này mạnh này kia rồi à, mai chiều anh em làm lỡ có gì cái dễ bị mang tiếng lắm. Dạ. Sợ nhất. Mà được non mới ra nè anh chị. Đâu được có cái nụ đó, bữa chụp cái nụ nó. À một nút mới. Nè em quay tối cho anh chị xem trở dễ nè. Đây là cái đàn dược của ảnh nè. Đây anh chị xem cho kỹ nha. Cái búp đã sáng cái búp mới ra được. Ủa, cũng nhiều nút quá trời. Thì nó một nụ nó là nó bung ra được từ 7 8 bông vậy á. Đây một chùm nó vậy nè anh chị. Mà nhìn cái nút nó cũng chắc quá ha. Để coi Tết hôm nay nở như thế nào. Đó anh ghép ra được những cây nào cho bà con xem một vài cây anh đã ghép ở đây đi. Cái này nữa nè. Nó nhìn cái lá nó là biết không phải không? Nhìn cái lá nó dễ phân biệt anh chị. Cái hàng này á là do nó bị trái trái vậy, không phải bị ảnh hưởng thuốc hay gì á, là ảnh hưởng là do cái giống nó giống như nó vậy nè. Cái lá nó sổ ra, lá non nó bự quá đi. Dạ. Nó tiếp nước lên không kịp, cái bắt đầu gặp khoảng chừng cỡ 10 giờ đổ lên, 10 giờ sáng đổ lên. Dạ. Bắt đầu nắng gắt là có gió nữa nó sẽ dập cái lá non nó bị bể cái lá vậy. Chứ không phải bị vấn đề gì hết. À, khúc này là hồi xưa có bỏ chỉ nhẹ nè. Không, cái này nó bị bể luôn. Bị bể luôn. Còn bữa hổm là mới đang mấy hôm mai nào mà ấy là đang giãn bộ chỉ ra chút xíu cho nó rút đọt lại nuôi nụ. Chứ tháng này nó đi tượt quá nụ nó vậy là vườn anh cũng nuôi bộ chỉ luôn ha. Có thả bữa thả cho nó sượng cái rồi xong rồi xịt liền chứ đâu có để cho nó trái đen trái đỏ đâu. Bộ chỉ anh nuôi đâu chỉ em về em thả cái. Trời cái giống nó đâu ấy để bán cho Trung Quốc đâu mấy tỷ ký á. Bà chỉ có bán luôn nha anh chị. Đây đó ha. Đó cái lá nó nhìn biết là ghép cũng ghép vô cây độc luôn nè anh chị. Đó, tất cả mấy cây của anh là đều nó đều hết ha. Đặc biệt những cái nụ trong này, nụ ngọt thường thường nụ ngọt á là nó sẽ bị khô, còn cái này hàng lâu lâu tới Tết là bắt đầu là nó căng bóng lên luôn. Cái này hả? Nụ á. Thường thường là nè, trong em coi nè, nách đó, không? Em coi nè, nó ngọt nè. À. Ngập tút với đây mà nụ nó vẫn căng bóng lên, tới Tết là vẫn cho bông chùm ào ào luôn. À. Chứ nó không phải như mấy cái Thủ Đức này kia, mấy cái tược này là mình bấm bỏ nó rút cái cây, nó không tạo nụ được. Là mấy nút trong kẹt á là thường là ta bấm bỏ. À, dọn hết, còn này là lấy hết từ trong ra ngoài luôn. Đi xem tiếp một cây, một số cây ảnh ghép nữa anh chị. Thấy lạ lá của nó gì? Nó cũng bự cỡ lá xài đó. Cạnh tranh với hai cây của anh Út được rồi đó. Cái nguyên bài 72 của anh nè, giống giảo Thanh Hòa. Trời ơi. Có cái hình đó. Cái này anh Phương vừa mai Phương Bình có cây bài nè, anh Phương coi địch lại cái này không anh Phương ơi. Thôi đừng có ghẹo người ta. Nói ngày ghẹo người ta không trời. Đừng có ghẹo người ta. Đây, cây này bự lắm anh chị. Mày dán bài nó thả gà mới thấy nha. Bay mà bay cái cành khôn lắm. Đây là lắc nhịp ra cành khôn nè, ra chi nè. Bên đây lắc nhịp ra chi nè. À. Đó. Lắc lượng nó đẹp lắm.
72 hoành. 72 hoành luôn. Hông vườn anh Phương có cây cũng y gì luôn nè, cây đẹp y gì luôn, chỉ nhỏ hơn chút thôi, nhưng mà cái ở thân nó gọn hơn chút. Y như cây này mà nhỏ hơn cây này. Nè anh. Nè, anh ghép này, ghép giả thành quà. Nè, mấy cái nút này nó ngọt nè. Nè. Nó vẫn trù trú nè. À. Đáng lẽ ba cái này nè. Nè, coi nó ngọt nè. Nó dứ nắng nó rút ở trong nách trong hốc không mà nó vẫn bự nè. Nè. Đó. Đáng lẽ mấy cái này mấy cái giống khác là anh em tỉa bỏ hết nè. Mà mình lấy luôn nè. Đó, nó tròn nè. Ngập ngập chứ nó vẫn no nụ lên hết luôn, chứ nó không có bỏ cái nụ nào hết. Ở trong kẹt thấy anh để còn nhiều lắm anh chị. Cây bài tứ quý. Người cũng nó nữa nè. Cây này ha. Mà nhìn cái lá nó quen quen nè. Trời ơi, Tết hả, nhìn cái nụ nó lên hả, bóng vàng ánh đã lắm. Sáng nụ. Em zoom ra cho anh chị xem cái nụ nó nha. Nụ trong của nó vàng rồi nè. Nó nhọn nhọn màu vàng. Vỏ nút nó mấy cái đó, nụ này là nó không nở đâu nè. Có mấy anh này, mấy anh em ở ngoài Bắc chia sẻ giống 2 năm trước. Mà anh khen quá chừng luôn. Nói ngoài Bắc anh lạnh cỡ nào lạnh chứ lặt cái giống này lên là cỡ nào nó cũng chui ra bông đẹp lắm. Nó không có ngại thời tiết. Vậy là nó ít nở bậy á. Nó không có sợ thời tiết lạnh á. Dạ. Thời tiết lạnh thường thường là mai anh em nó bị sượng, bị nín này kia rồi. Anh đang kiếm mấy mặt bông cây này để cho anh chị xem cái Tết nó ra. Nút hiện tại nè. Nó là Tết nè. Em để đây nè, thối nè, xem mới vậy. Đây chị. Cây này luôn hả anh? Đó. Cây này. Lên bông sáng trưng. Nó nguyên một nồi luôn anh chị ha. Sẵn nguyên nồi. Có cái clip mà lúc mà ảnh vừa cỡ mình nó bung cái vỏ trấu ra. Trời tối quay mà hết biết nó đẹp gì đâu luôn. Rồi cái clip ở đâu anh? Nằm trong đây chứ đâu. Anh kiếm thử coi. Rồi mình đi tiếp còn cây khác mà anh. Còn cây ngoài đây nữa. Cây con cua vậy phải không? À. Chắc cây này quá thì là lá mà. Nè. Lá mà có luôn. Cho anh chị xem mặt lá nó bự vậy nè. Xem mấy nút trong kẹt nha anh chị. Này giống anh thả đang thả bỏ chỉ hay nè. Đó bữa thả ăn cho nó rút lại. Nó rút lại luôn. Để cho nó làm nụ ha anh. Ừ, cho nó sắc lại cái nó vô nụ cho nó cây nó chắc cái nụ ha. Đó. Nó trắng đều cây hết luôn, ghê không? Trời ơi mọi người. Nó bung đều mức độ vậy á. Không thấy này, ngoài kiện nó bung không sót cái nụ nào hết, nhại bông. Cái này là cây nào đây anh? Cây bay nãy, cây có cằn nó bay bay nãy mình à, nói cây bay á. Ừ. Mới đưa cái hình nụ xanh lên á. À, tết nó bung bông cái tứ bay. Ừ. Hồi nút này cây này đầy luôn. Thấy nó nổ đâu có sót cái bên nụ nào đâu ha. Dạ. Trắng đều hết luôn. Rộ bông đã lắm. Nút mập á ha. Cái này mà tầm cỡ tháng 11 á. Qua coi cái vàng nụ nó mới đã. Cây này
được mấy mùa rồi, có chơi nào anh? Cây này được hai mùa mấy, ba mùa. Năm ngoái có hình cây này không anh? Có bông chứ. Có bông luôn. Nói chung là thưởng thức giống mai Thanh Hòa chị. Trước anh nói anh từ dẫu gai với cúc thụ phấn ra cái con này. Cúc thì nó nhỏ, dẫu gai thì nó bự. Đúng rồi. Cái nhỏ cái bự. Thì nó ra cái lá nè, bầu tròn tròn như lá cúc nè. À, cái nhỏ đó. Cái bự thì cái mà nhỏ này nó cái lá dẫu gai thì nó lớn. Nó nhiều cánh. Đó. Nè lại quay thì cái rìa này đáng lẽ là của dẫu gai mà nó không có cái chân gai mà nó có cái rìa nè. Nó thụ phấn là nhờ mấy con bướm hả anh? Chắc bướm gì kia gió hay sao chứ. Ong bướm. Dẫu gai thì bông nó to. Còn dẫu còn cúc á là nó nhiều cánh. Rồi hai thằng nó hợp lại nó đẻ nhau ra cái này. Là cái này ra nó sẽ vậy, chắc nó sẽ bông nó sẽ nhỏ hơn dẫu gai chục cúc chút xíu đúng không? Nó chạng chạng như Thủ Đức à. Đó là do thằng cúc đó, nó lại nó ép thằng cúc nó ép lại đó. Nhưng mà bù lại thằng cúc nó cho nhiều cánh lên. Lạ, anh được anh đếm được khoảng mười mấy cánh anh. Nó tầm 14, 16, 18 cánh, lâu lâu nó độ một hai cái hoa cúc vậy. À. Mà thằng này nó dai không anh? Hả? Dai không? Nó tầm cỡ 2 3 ngày. 2 3 ngày nó nở rộ rồi, thấy có vẻ nó rộ rồi đó. Đúng không? À, anh đưa bông mà thấy có để em cho vô tối. Dạo Thanh Hòa là như vậy. Cánh à đậm màu lắm. Tròn bông nhìn hấp dẫn. Này nó nở nguyên ngày không anh? Nó giống kiểu như nhiều bông, nó sáng nó nở nhưng mà chiều nó rủ rồi. Không. Cái chân nụ, cái chân nụ nó chầm dàm luôn, nó chắc bông lắm. Chắc bông ha. Ừ. Có cái cây bên đây nè, cây ở đó cũng ghép đầu tiên. Ghép chung với cây gốc mai vàng, nó giống cũng bự vậy mà để cắt làm giống luôn. Cây này để cây này chơi, nhà chơi. Cây độc vậy ta. Cũng nó đó. Này là so 1 2 3 4 dòng. Ừ. Là so 4 dòng anh chị nè. Hồi xưa mấy cây này ở dưới Tân Châu á, người ta có hay làm nhiều cái loại kiểu này nè. Nhỏ Tân Châu á. Nhưng mà cái này không phải nha anh chị. Cái này cũng giáo thanh hoa luôn hoa luôn á. Ừ. Có cái lá này giống dẫu gai nè anh. Ừ thì nó từ dẫu gai với thằng anh chị coi cúc gai nè. Đây anh chị coi gai, cái lá này thì gai sắt nè. Đó, cái lá này thì gai sắt. Lá này gai cũng gai sắt luôn nè. Để em quay cận cho chị xem nha. Đó. Này, cái này sắc hơn nè. Thấy không? Có gai sắc nè. Còn cây hồi nãy nó gai nó mềm hơn, thằng này nó gai nó sắc hơn. Thằng này gai sắc hơn nè anh chị. Bén hơn. Bén hơn, đúng rồi. Chít như đeo đeo. Anh em không đúng rồi nè. Ừ. Nó bén hơn anh chị. Vậy có khỏe, có lẽ là cái cây này nhiều khi bông nó ra bự luôn á. Bự á. Cái này anh ghép được lâu rồi phải không? Bao lâu anh? 6 mùa 7 mùa. 6 mùa cái nó bự gì nè anh chị, bằng ngón chân cái á. Đó.
anh Hòa anh đang chiếm bông của cây này luôn cho bà con xem nè. Giờ thời điểm giờ đầu tháng 8 giờ anh còn đi mấy đợt phân nữa anh Hòa? Chắc hai đợt nữa. Hai đợt đó là mình ngưng luôn á ha. Tới lem lem chưa tới tháng 9 là ngưng. Tầm cỡ bữa hổm đi đợt rồi nay vài bữa nữa đi đợt nữa rồi. Chủ yếu là kali hơi nhiều thôi. Kali cao lên chút xíu để mình làm nụ mà. Giờ chắc em phải bắt chước ảnh là chơi Đức Nhật này quá. Quá trời hình giờ kiếm hoài kiếm. Còn cây nào nữa không anh? Kiếm cây nào nữa không? Còn cây cốt lõi trong đây à. Nè coi. Chủ yếu còn mấy cây mà anh ghép bị dảo thành quà đó anh chị. Nè có cái bông đó, lâu lâu nó đột biến ra cúc nè. À là để vô coi cho mùi thối này nhìn thấy dễ nè. Đó lâu lâu nó ra cúc vậy á. Anh cầm em ạ, càng cầm vậy nha, để đem dùm cái giờ là xem. Rồi. Nó giống giống cúc phải không mà nó không phải cúc. Nó bự không hơn. Nó cũng cỡ ba mấy cánh á, ba mấy bốn chục cánh á. Dở vậy cái này hả? À, tính mấy cái nhị mấy cánh này nè nhỏ 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 nè nó ba bốn lớp luôn chứ bộ. Vậy tức là lâu lâu trong cây nó cũng có những cái bông này. Ừ. Đó, nè. À. Nó hơi xấy xấy á nha. Đó, cánh nó giòn 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 vậy giờn mà nó láng cái cánh chứ nó không có nhăn nhiều. À, cái bông nó lạ ha. Này là rụng nhị rồi phải không anh? Đó, nè, cái chân đó nè. À, chân này nè. 2 4. Nhìn cái dàn búp nó sáng mà 2, cái chân 4, nó lật 6 7. À. Mập. Ừ, nó của cái nồi dấu gai mà. Ừ. Đó. Ở đây vô đây có cái cây để dành cắt giống. Giống phải cây cái này hả? Không phải để là cây này cây giống luôn hả? Đâu có cây đây nè. Đó, đó nè. Đó anh em cắt là cứ xin cây này cứ ha. Cắt. À. Đây anh em nào thích ảnh lên anh tặng luôn hả? Tặng hả? À. Chứ có buôn bán chi ba cái đồ này. Anh em cần mình cho một hai vài nhánh có gì đâu, mình quan trọng cái giống mai, chủ yếu mình chia sẻ cho anh em có được cái cây mai mà người ta làm ra nó đẹp này kia rồi, có bông đẹp này kia rồi. Mới quan trọng chứ còn cây lụa bán chi mà gốc mạnh lắm nha. Gốc bự lắm, gốc này hoành 60 á. Ngày bữa xả một đợt. Đây, anh chuẩn bị xả đó. Anh em nào có xin thì cần giống thì lại chia sẻ cho một vài bo nha, vài nhánh vậy á. Còn mấy cây con này là mình đâu nhập về đặng tết nè, tết mấy khách á thôi ba cái mai bonsai này kia rồi cái gì khách kêu mình bớt 500 triệu mình tặng cái cây gì 500-700 để bạn trà bạn khách này kia người ta chân ông địa này kia người ta cũng khoái hơn. À ừ. Còn mấy cây nhỏ là mốt anh cũng bẻ bonsai cho nó đẹp đẹp phải không? Đây cũng phải chỉnh lại, chỉnh lại hết, chỉnh lại. À. Nhánh nó xỉa qua xỉa lại mình cũng phải chỉnh lại vô kẽm mình lắc qua lắc lại cả cho nó đều tàn. Rồi nãy giờ anh chị mình xem cái giống thanh hòa của anh Hòa thấy như thế nào, mình cho cái ý kiến comment lên anh chị. Ai mà thích thì alo cho anh Hòa lên đây ảnh tặng như vậy mình chơi ha. Ôi có chơi nhiệt độ đo đo độ có độ độ ẩm đó, có độ độ ẩm đó không anh? Không có cái cây kia cho bạn bên Củ Chi mượn cây như cái bông vũ rồi nè, cắm xuống một cái nó có cái ẩm độ này kia rồi với lại nó đo cái lượng hàm lượng dinh dưỡng trong đó. À rồi đo pH này nọ có pH. À rồi nãy giờ em mới tham quan cũng gần hết ở vườn mai Thanh Phạm ấy, quên lộn. Thanh Phạm ở diện nè anh chị, Thanh Hòa xin lỗi. À rồi, anh chị mà nếu mà yêu thích vườn mai Thanh Hòa mình cho cái nút like dưới đây nha anh chị. À, còn tới đây em xin tạm biệt. À, xin hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những clip tiếp theo.
tiếp theo nha. Cảm ơn, chào anh Hòa nha. Rồi, chào mấy anh em. Dạ. Hẹn gặp lại.